Trăm hay không bằng tay quen, tiếng Hán Việt là thục năng sinh xảo. Câu thành ngữ này muốn khẳng định người biết lý thuyết nhiều không bằng người có thể kiên trì thực hành liên tục. Một người muốn trở nên tài giỏi trong lĩnh vực nào đó thì cần bỏ công sức ra để rèn luyện không ngừng thì mới có thể đạt được thành công. Ngoài ra, nguồn gốc câu thành ngữ này còn bắt nguồn từ một điển tích rất thú vị. Mời quý khán thính giả cùng Tinh Hoa TV đón xem. Trăm hay không bằng tay quen, cung thủ kỳ tài cũng phải chịu thua ông lão bán dầu. Nguồn gốc câu này đến từ tiểu thuyết Kính Hoa Duyên, viết năm 1827 dưới thời nhà Thanh. Chuyện kể, vào thời Bắc Tống, có một cung thủ kỳ tài tên Trần Nghiêu Tư chưa bao giờ bắn trượt bất cứ mục tiêu nào. Học trò gọi ông là cung thủ thần tài. Trần Nghiêu Tư cũng rất tự hào về mình. Trong một lần ông biểu diễn bắn tên, rất nhiều người đứng xem, họ hết lời tung hô tài năng của ông. Duy chỉ có một ông lão bán dầu là lắc đầu, không lộ vẻ ấn tượng gì cho lắm. Trần Nghiêu Tư rất ngạc nhiên trước thái độ ông lão. Ông có làm được như tôi không? Ông lão trả lời, không. Trần Nghiêu Tư lại hỏi, thế ông nghĩ sao về tài bắn cung của tôi? Ông lão đáp, cũng được đấy, nhưng không có gì đặc biệt cả, tất cả chỉ cần luyện tập là được. Một trong những học trò của Trần Nghiêu Tư bức xúc nói, tài bắn cung của thầy tôi là không ai sánh được, sao ông dám hạ thấp thầy tôi chứ? Ông lão bán dầu vẫn bình thản nói, điều đó rất bình thường, tôi cũng có thể làm được nếu thường xuyên luyện tập. Mọi kỹ năng đều đến từ việc thường xuyên luyện tập mà thôi. Nói đến đây, ông lão lấy ra một cái bình, đặt một đồng xu có lỗ vuông ở giữa lên miệng bình, sau đó rót dầu vào mà không để rớt một giọt lên đồng xu ấy. Làm xong, ông lão quay đi không nói lời nào, còn đám đông xung quanh chỉ biết nhìn nhau kinh ngạc. Lúc bấy giờ, Trần Nghiêu Tư vô cùng hổ thẹn. Ông nhận ra hành vi trước đó của mình thật là ngạo mạn. Kể từ đó, ông trở nên khiêm tốn, hòa nhã, luyện tập bắn cung chăm chỉ hơn. Chẳng bao lâu, ông trở nên nổi tiếng không chỉ về tài bắn cung điêu luyện mà còn về nhân cách của mình. Người đời sau chính là lấy gương này của ông mà sử dụng thành ngữ trăm hay không bằng tay quen để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hành và luyện tập, đồng thời cũng nhắc nhở chúng ta không nên tự mãn với thành quả mình đạt được, cần liên tục rèn luyện để luôn hoàn thiện bản thân. Quý khán giả thân mến, với loạt bài Đi tìm nguồn gốc thành ngữ, Tinh Hoa TV mong muốn gửi đến câu chuyện về những điển tích, điển cố gắn liền với các nhân vật lịch sử để giúp người xem hiểu hơn về những điều thần an bài và lưu lại cho con người hôm nay.